Xin chào cô bác và anh chị. Thì hôm nay hãy tiếp tục chia sẻ cùng anh chị mình hai cái loại cây mà nó mọc rất là hoang dã ở Việt Nam chúng ta, nhất là ở miền Nam, miền Trung. Hai loại cây này nó có thể trị được cái bệnh về đau nhức xương khớp nè, rồi về bị thoái hóa cột sống, vôi cột sống, gai cột sống. Nói chung hai loại cây này thì nó hỗ trợ điều trị những căn bệnh này rất là tốt luôn, và nó cũng rất là dễ tìm. Và nó thực sự ra nếu mà xem xong cái video này thì có một số của anh chị mình sẽ biết được cây này. Nếu như chúng ta bị đang bệnh thì chúng ta không có tiền chữa bệnh thì chúng ta có thể tham khảo kỹ cái loại cây này, hai cái loại cây này mà chúng ta có thể đem về và sử dụng ha. Và đó là loại cây gì mà nó trị về đau nhức xương khớp, về trị về gai cột sống, rồi nói chung là vấn đề về thoái hóa cột sống rất là tuyệt vời như vậy. Đây nè các anh chị. Thì hôm nay Hải đang đi kiếm một cái loại cây. Hải đã gặp nó rồi, Hải đã lấy được quả rễ rồi cô bác anh chị. Đây, loại cây này không biết cô bác anh chị nào ai biết không ạ? Đây, cái này nó dạng dây thân gỗ chứ không phải là dạng cây cô bác anh chị mình. Đây. Đây, cái độc non của nó này cô bác anh chị. Nó năm lá nè, năm lá chét. Thường thì nó năm lá chét, thường thì cái lá cuối này nè nó sẽ lớn hơn 4 cái lá trong. Cái này là ở từ xưa đến bây giờ, thời của ông bà cha mẹ của mình thì và hàng xóm người ta gọi nó là cây bí bóp. Bởi vì sao? Thì cái cây này khi mà nó có cái trái, và cái trái của nó thì nó giữa cái lớp vỏ và cái hạt của nó thì ở khoảng giữa cái vỏ và hạt nó là nó bọng, nó khoảng không. Khi mà chúng ta có cái trái rồi chúng ta bóp cái trái nó kêu cái bóp, cho nên gọi là cái bí bóp. Cây này nó rất là giống một cái loại cây nữa, đó là cái cây bún, hoặc là người ta gọi là cây lộc thịnh. Cây bún thì mình sẽ chèn một cái khúc đoạn video cho các anh chị mình xem, nó cũng y vậy, nhưng mà cái lá của cây bún á nó bự lắm, còn cái lá này thì nó nhỏ. Thì đây này của anh chị, đây là cái cây bún này của anh chị, hoặc là cây người chơi cảnh nó chơi kiển á, người ta gọi là cây lộc thịnh thôi các anh chị. Cái tên rất là tuyệt vời. Đây các anh chị mình thấy nè, cái câu là tạo lá của nó nè, đây cũng năm lá nè, năm lá chét nè. Đây mình sẽ bẻ một nhánh cho các anh chị mình xem ha. Đây đó, cũng năm lá chét nè, và cái lá ngoài bìa của nó cũng to hơn cái lá ở trong đó, đúng không, nó bự hơn. Ngoài ra thì cái lá này chúng ta sẽ ăn được ha. Ăn thì nó có bị chát, nhưng mà chúng ta sẽ ăn cái lá non. Cuốn làm rau rừng đó các anh chị nè, làm rau rừng cũng được, nhưng mà người nào bị đau dạ dày á thì chúng ta đừng nên ăn ha. Đó, cái lá non, lá này đã già rồi. Đó, đây là còn non nè. Đó, ăn nó thì chắc chát, có cái vị rau rừng. Thì cái này nó cũng có thể trị được cái bệnh, hỗ trợ điều trị được cái bệnh đau cột sống, rồi đau nhức xương khớp, rồi gai cột sống, vôi hóa cột sống, thoái hóa cột sống. Thì chúng ta cũng sử dụng cái rễ của nó luôn. Thì cây này của anh chị mình vẫn đem cái rễ về. Chúng ta sẽ tìm thêm một loại cây, đó là cây phèn đen. Cây phèn đen mà mình cũng từng chia sẻ của anh chị mình, cây mực, cây phèn đen. Thì cũng lấy cái cây phèn đen về. Thì sau khi về cái phèn đen thì chúng ta sẽ phơi khô, sao vàng hạ thổ. Còn cái rễ cây này thì chúng ta có thể là phơi khô, sao vàng hạ thổ, hoặc nếu gấp quá chúng ta không có cần sao vàng hạ thổ thì mỗi lần thì chúng ta sử dụng 10g, từ 8 đến 10g cái rễ của cây bún này, cộng với 8 đến 10g cái cây phèn đen, và bỏ một cái nồi. Có hai cách làm. Cách thứ nhất là bỏ một cái nồi hoặc cái siêu gì đó, các bạn chị mình đổ 3 chén nước nấu sắc lại cho Hải, còn một chén kia làm hai lần uống trong ngày. Và còn nếu như mà chúng ta có thời gian, chúng ta thích uống loãng, thì chúng ta sẽ đổ vào 1.5 lít nước, và đã có hai loại cây phèn đen và cây cái rễ của cây bún này, thì chúng ta sẽ đổ 1.5 lít nước nấu sắc lại cho còn 1 lít nước, và chúng ta sẽ uống trong ngày. Hoặc là có anh chị mình có thể sử dụng một cái loại cái rễ của cây bún này luôn, thì chúng ta sử dụng từ 8 đến 12g hoặc là từ 10g cái rễ nó đã sao vàng hạ thổ. Nhớ là sao vàng hạ thổ của anh chị mình ha. Sao vàng hạ thổ thì Hải đã nói rất là nhiều lần rồi. Thì sao vàng hạ thổ xong của anh chị mình lấy cho Hải 10g đến 12g đó, bỏ một cái nồi và cũng đổ 3 chén nước nấu sắc lại cho một chén, chia làm hai lần uống trong ngày. Nhớ là uống sau bữa ăn, ta sẽ uống sau bữa ăn 5 đến 10 phút.
hoặc là chúng ta sẽ đổ 1,5 lít nước, đổ sắc lại còn 1 lít nước và uống nhiều lần trong ngày. Như vậy thì nó sẽ giúp chúng ta trị đau nhức xương khớp, đau nhức cột sống, vôi hóa cột sống, gai cột sống, thoái hóa cột sống từ cái bún này. Đây, có anh chị mình thấy nó dạng dây, bụi này rất là lớn. Thì nãy giờ mình đã môi được một ít rải rồi anh chị. Đây, mới môi này. Các anh chị mình thấy không? Đó có một cái dấu mình cắt cái rễ đó. Đó. Các anh chị mình thấy không? Đây là ở trong rừng của anh chị mình đã gặp dưới bờ sông. Đây, cái rễ mà mình moi được đây. Đây, mình mới chặt về. Cái này thì thường thì mình thấy người ta, nếu như không có cái cây bi bóp này, người ta sẽ dùng cây bún. Nhưng mà cây bi bóp này nó sẽ hay hơn, nó trị về vấn đề cột sống cho chúng ta, ví dụ như thoái hóa cột sống và vôi cột sống, gai cột sống. Thoái hóa cột sống nghĩa là toàn cái cột sống, từ cái cột sống cổ đến cột sống lưng đến cột sống, nói chung là nó toàn cái cột sống, nó trị về cột sống, đau nhức cột sống, rồi đau nhức xương khớp, vôi cột sống, gai cột sống, thoái hóa cột sống đó. Và công hiệu nó thì rất là tuyệt vời. Mình là lấy về, sẵn mình đi lấy về cho một cái người, người ta bị bệnh đau mỏi vai gáy, đau cái vai gáy mà khi cứng đơ luôn, có ngủ dậy là cứng đơ luôn. Thì hãy đi lấy cái rễ về và hãy sẽ làm cho người ta trị bệnh. Thì đồng thời mình cũng sẽ chia sẻ bài thuốc cho các anh chị mình luôn. Đó. Riêng ở Hải thì người ta gọi cái này là cái bi bóp. Còn ở chỗ của cô bác anh chị mình á, thì kêu bằng cây gì thì mình cũng, nếu như cô bác anh chị mình biết thêm tên khác thì comment dưới phần nhận xét để mình học hỏi thêm ha. Bi bóp. Đó. Thì công dụng của nó thì Hải đã chia sẻ rồi. Thì bây giờ Hải chia sẻ cách thức. Có những chỗ đó, người ta sẽ dùng luôn cái thân. Đó. Cái loại này thì khi mà chúng ta sử dụng nó, chúng ta không cần thiết là chúng ta sẽ phơi khô đâu. Phơi khô cũng được, nhưng không phơi khô cũng được. Đó. Ở bên kia còn một bụi rất là lớn bên kia. Đó, hãy để dành. Đó. Còn ở đây bụi nhỏ thôi, bụi nhỏ. Đó. Thì khi mà sử dụng á, thì có anh chị mình lấy những cái rễ như thế này cho Hải nè. Đó, đây. Những cái rễ như thế này. Cái rễ này là cái bụi đằng kia. Cái bụi lúc ở dưới nước, nó ở dưới bờ nước đó cô anh chị. Đó, cho nên là nó ướt nè. Còn cái cây này thì hãy lấy ở trên này, trên cái cây này. Đó, cho nên nó khô. Rồi, chúng ta sẽ lấy vỏ luôn và nói chung là lấy cái rễ lên. Lấy ở cái lõi vật rễ và cái vỏ rễ luôn. Rễ nhỏ gì cũng được nha các anh chị mình ha. Rễ nhỏ cũng được, rễ này nhỏ cũng được nè. Xong á, các anh chị mình á, dạt mỏng ra. Dạt cả vỏ lẫn lõi của rễ, dạt mỏng ra. Rồi bắt đầu các anh chị mình á là sao vàng. Sao cho nó vàng, vàng hơi tối màu chút. Xong á, có rất là nhiều cách. Như Hải đã nói đầu video, có thể là các anh chị mình lấy cái rễ của cái cây bún cũng được. Thì cũng làm như vậy luôn, chúng ta cũng dạt mỏng và sao vàng. Xong á, các anh chị mình có thể á, lấy cho Hải là, mình sẽ chia sẻ một số cách cho các anh chị mình ha. Một á, là chúng ta có thể lấy 10g. 10g cái rễ của cây bi bóp này. Đã sao vàng hạ thổ, sao vàng hạ thổ hả các bác chị mình ha. Rồi các bác chị mình bỏ vào một cái ấm đi, cái siêu đi cũng được. Đổ 3 chén nước, sắc lại cho Hải còn là 1 chén và chia làm 2 lần uống trong ngày. Hai là chúng ta có thể cộng với lại thêm 10 gram cây phèn đen, còn hay là gọi là cây mực á. Đó. Chúng ta sẽ cộng với cây phèn đen 10 gram và 10 gram phèn đen thì chúng ta sau cũng sao vàng hạ thổ. Rồi cây này, cái rễ của cây bi bóp này chúng ta cũng sao vàng hạ thổ ha. Và cô bác anh chị mình đó là cũng bỏ vào một cái nồi, đổ 3 chén nước, nấu sắc lại còn 1 chén và chia làm 2 lần uống trong ngày. Uống sau bữa ăn nha. Nhớ là đặc biệt uống cái cây này, cô bác anh chị mình uống sau bữa ăn 5 đến 10 phút. Nếu ai đang bị đau dạ dày nặng thì chúng ta sẽ không uống được ha. Nhớ là đau dạ dày nặng không uống được, còn có đau dạ dày nhẹ thì chúng ta sẽ uống sau bữa ăn. Còn nếu có tiền sử đau dạ dày thì chúng ta cũng phải uống sau bữa ăn. Nhưng á, mới lần đầu uống á, thì của anh chị mình á, với liều lượng Hải đưa ra, Hải cho chia sẻ là 10g thì chúng ta sẽ uống lần lần để cho nó quen cái cơ thể chúng ta. Uống 5g thôi,
lấy 5 gram uống 1-2 lần cho nó quen, rồi chúng ta sẽ tăng liều lượng lên như đúng liều lượng hai đã chia sẻ ha. Nếu chúng ta có thể kết hợp thì chúng ta kết hợp với cây phèn đen cũng được đó, thì nó còn kết hợp một số cây nữa. Nhưng thì hãy chia sẻ, nếu chú bác chị mình không có cây phèn đen, không có cây phèn đen thì chúng ta sử dụng cây này. Còn nếu như không có cây này, cây bi bóp này, thì chúng ta có thể sử dụng cây bún cũng được, cái rễ cây bún cũng được. Nó thì rất tuyệt vời của anh chị mình à, ví dụ như chúng ta đau cột sống nhẹ ha, bị gai cột sống, đau cột sống, vôi hóa cột sống, rồi thoái hóa cột sống nhẹ, thì của anh chị mình trong vòng uống 1 đến 2 tuần thôi thì nó có kết quả rất là tuyệt vời. 1 đến 2 tuần thôi, cái giảm đau mà nó, ví dụ như nó có vôi thì nó sẽ tan vôi, còn gai cột sống và thoái hóa cột sống thì nó sẽ giảm đau và nó trị về vấn đề đó rất tuyệt vời. 1-2 tuần thôi là nó sẽ giảm cho các anh chị mình. Nếu chúng ta bệnh nặng thì chúng ta uống thường xuyên. Và thêm một cách nữa, nếu chúng ta không sắc được thì chúng ta sẽ cũng liều lượng đó 10 gram, 10 gram cái 10 gram cái rễ, 10 hoặc 12 gram cái rễ của cây bi bóp này đã sao vàng hạ thổ, bỏ một cái ấm và chúng ta, các anh chị mình đổ cho Hải 1.5 lít nước, nấu sắc lại cho Hải còn 1 lít nước, chia làm nhiều lần uống trong ngày, uống sau bữa ăn 5 đến 10 phút. Có nghĩa là chúng ta uống khi no đó các anh chị mình. Như vậy thì chúng ta đã có một cái gọi là một cái loại dược liệu rất là tuyệt vời. Thì cây này thì thường nó tập trung ở từ miền Trung đến miền Nam của anh chị mình à. Ở thường mình thấy ở miền Bắc thì nó cũng ít có lắm. Đây, lá non này á, là chúng ta có thể ăn nhưng mà ăn ít thôi, không được ăn nhiều. Người nào đau bao tử thì không được ăn. Đó. Ha. Rất tuyệt vời không các anh chị. Đơn giản lắm. Thì hôm nay hãy đi, hãy lấy về cho một cái người bệnh ở gần nhà người ta sử dụng, cho nên sẵn nó hãy chia sẻ với anh chị mình luôn. Với những cái bài thuốc đơn giản như thế này, nếu hợp cơ địa thì nó sẽ giải quyết được vấn đề trị bệnh đau nhức về cho cô bác chị mình. Thì hãy luôn muốn những cái bài thuốc của Hải chia sẻ nhằm mục đích đó là cho bác chị mình tham khảo đó. Nếu như đường cùng không có tiền chữa bệnh thì cô bác chị mình muốn sử dụng thì hỏi thăm qua bác sĩ chuyên khoa. Nếu như người ta đồng ý thì chúng ta sẽ sử dụng ha. Thì hôm nay Hải đã chia sẻ xong của anh chị mình hai cái loại cây, đó là cây bi bóp và cây bún. Nó có thể hỗ trợ điều trị cái bệnh về cuộc sống rất là tốt. Thì mong rằng những bài thuốc như thế này nó có thể giúp của anh chị mình tham khảo những bài thuốc của dân gian mà ông bà ta đã để lại cho chúng ta. Rồi thì cuối video Hải cảm ơn và chúc của anh chị mình có sức khỏe thật dồi dào và luôn thành công trong cuộc sống. Video Hải đến đây Hải xin được kết thúc. Bye bye của anh chị mình nha.